想象与飞扬，云层漫漫天地上，风起云涌，日月无光，风声瑟瑟一合唱，云歌喃喃震天响。Đã mời thần tướng Ni Bồ Tát bói đoán cho hắn với câu kim lâu không phải vật trong hồ, khi gặp phong vân sẽ quá thần. Hùng Bá rốt cuộc kiếm được hai em nhỏ tên Phong và Vân thâu làm đệ tử truyền dạy võ công. Phong vân hai người quả nhiên đánh thắng thành tựu bá nghiệp. Ban chủ thần quay hiệu lệnh thiên hạ, sư thượng nhân tâm thiên hạ nhất thống. 10 năm sau, Hùng Bá lại kiếm Ni Bồ Tát để bói đoán nửa đời sau của mình. Kết quả đã được, thần cũng phong vân, bại cũng phong vân. 8 chữ này Hùng Bá cũng cam lòng bá nghiệp thành công. Quyết ý nghịch thiên hành sự, đảo chuyển càn khôn. Hắn đòi tiêu diệt phong vân, hai mối quả lớn này, để cầu nhất thống võ lâm đăng lên chỗ chí tôn. Lão phu thần công cái thế, có tài có trí, Hùng Bá thiên hạ là việc đương nhiên. Đảo chuyển càn khôn, lại có khó khăn gì? Dễ như trở bàn tay. Võ lâm chí tôn, nghịch thiên đang cực, thiên ngu dạng quý, thọ thánh giới trời. Hai đệ tử tốt của ta, thì ra hai người vẫn chưa có chết à? Thiên đàng có đường, địa ngục vô cửa. Nhưng mà hai người quyết định xa chết, lão phu sẽ toại nguyện cho hai người. Nếu người bắt phong vân chết cũng có thể quá giải được quả kiếp của võ lâm này, chúng tôi chịu xá thân thành nhân. Hôm nay không phải chúng tôi bỏ mạng ở đây, thì thiên địa hội của người sẽ bị tiêu tán. Thiên địa hội vĩnh viễn bất biến. Số mạng người đã định, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Người đấu không lại chúng tôi, chịu thua đi. Hôm nay tôi nhất định bắt hai người chết một cách thảm khốc.
Hai người sắp bị phong dân tiêu tán rồi, còn không xuất chiêu để mà trừ má. Xuất chiêu đi, nếu không sẽ không kịp. Xuất chiêu, xuất chiêu. Dương sư huynh, anh sao rồi? Vì muốn giảm bớt sát lực giang hồ, chúng ta nhất định phải tiêu diệt hắn. Được, thành cũng phong dân, bại cũng phong dân, phong dân hợp bích. Yeah! Từ nay trở đi, không còn tên đại mà đầu đồ sát đàn những này nữa, cũng không còn tiên địa hội, chỉ mong Võ Lâm Thần Châu từ nay vĩnh hưởng thái bình. Quý đệ, chúc ngươi nguyện vọng thành thiện. Liệt Phong với Đệ Nhị Mộng vốn là một cặp phu thê âu yếm, nhưng mà Đệ Nhị Mộng trước khi Phong Vân tiêu diệt Hùng Bá, vì Liệt Phong luyện ma đao mà hy sinh. Từ đó chỉ đành gặp nhau ở trong mộng. Phong đại ca, em lo lắng cho anh hả? Hùng Bá, cái tên đại ma đầu gây hại Võ Lâm này đã bị anh và sư huynh giết chết rồi. Anh với dân sư huynh rốt cuộc đã dập tắt được trận hòa kiếp Võ Lâm, thiệt là nhất lôi trấn thiên ngưỡng, trở thành một đại anh hùng, một nhân vật số 1 quy trấn Thần Châu.
lo lắng điều gì đây? Tuy rằng anh không có làm chủ cho Dương Sư Huynh, nhưng mà anh có thể tự làm chủ cho mình. Kể từ nay Liệt Phong vĩnh viễn rút lui khỏi giang hồ, cùng với người mình yêu dấu sống như ngày bình đạm. Anh nỡ bỏ hay sao? Dĩ nhiên, danh lợi với quyền vị là võ khí giết người tàn bạo nhất ở trên đời này. Bình thường mới là hạnh phúc. Chỉ cần em đây được hạnh phúc, anh còn gì mà không nỡ bỏ. Ỷ lầu nghe gió mưa, coi nhẹ đường giang hồ. Ngươi đã đào mã hiền thê ta? Không sai, ta đào mã của hiền thê ngươi. Vậy rồi làm sao? Hả? Nhà tôi Quách Gia Trang. Tại hạ bắt giải hùng sư Đông Ngạc Bất Quân, Nam Ly Gia Cát, Tây Lãnh Tiên Phật. Bốn người chúng tôi ngưỡng mộ công tử võ công cái thế Chấn Thần Châu, lặn lội đường xa tới đây mong được gặp mặt. Người nói là hắn đã bị thương đó mà. Theo đệ tử môn hạ hồi báo, quả thật là như vậy. Còn nói là tình xác thật, người đâu hả? Đừng có gấp. Đi. Lập tức cút ra khỏi Quách Gia Trang. Bồ công tử, tại hạ bảo chủ bảo sư Dương bắt giải hùng sư, có một chuyện lớn lao
muốn thương lượng với công tử. Bỏ mặt là người gì chuyện gì, ta không hứng thú. Đừng có làm phiền ta, đi hết đi. Bộ công tử, bốn người chúng tôi lâu nay mẫu quy danh của công tử, tiếc là vô duyên kết giao, tuyệt là chuyện đáng tiếc. À đúng đúng, bây giờ Hùng Bá đã bị tiêu diệt, thiên hạ chỉ nằm xẻ bảy, trong võ lâm như là quần long không đầu, là một dịp may để cho công tử xây dựng bá nghiệp. Còn nữa, bốn người chúng tôi quyết định sẽ liên minh với nhau, giúp cho công tử thu thập tàn cuộc. Đúng đúng đúng, bộ công tử, chúng tôi đi có bốn người, chưa chỗ để chờ quyết ý ủng lập công tử làm minh chủ võ lâm, để thống lĩnh chúng tôi tranh bá thiên hạ võ lâm. Tranh bá thiên hạ. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, thiên cổ một mình ta. Ta là Tề Thiên Đại Thánh. Ta là Tề Thiên Đại Thánh. Tôi không nghe được. Quan có đầu nợ có chủ. Ta tài nghệ kém cỏi nên ngươi bắt được ta, ta đành hết lời. Nhưng mà không thể đào mộ hiền thê ta, để cổ chết không được nhắm mắt. Ngươi muốn trả thù cho Hùng Bá thì ra tay đi, muốn chém muốn giết thì ngươi không cần giở thêm trò nữa. Ngươi không được đùa giỡn trước mặt của ta. Hay à. Trả thù cho Hùng Bá? Ai nói ta trả thù cho cái tên Hùng Bá, trả thù cho cái tên hồ đồ vô dụng đó hả? Ngươi không muốn trả thù cho Hùng Bá, vậy ngươi muốn sao? Đó là tại vì ta biết khởi tử hồi sinh, có thể cho đệ nhị mộng sống lại hoàng dương. Điên khùng, ngươi nói bậy bạ. Thả ta ra. Ngươi đừng bắt tôi. Công tử, ý người thế nào? Trong mắt các người, bộ kinh dân này là người gì? Muốn lợi dụng ta đánh thiên hạ cho các ngươi? Đừng có hông. À, không phải đâu, bộ công tử, không phải lợi dụng, chỉ là hợp tác thôi. Đúng đúng. Võ công tuyệt thế của bộ công tử thiên hạ vô địch, thêm vào bốn chúng tôi bày mưu lập kế thì không ai sánh bằng. Bộ công tử, ngươi muốn xưng bá võ lâm đâu có khó khăn gì chứ? Võ công của ta không phải là đệ nhất thiên hạ, khinh công và thoái công của phong sư đệ ta còn mạnh hơn ta. Võ công của Liệt công tử cùng với bộ công tử chỉ là ngang hàng với nhau, nhưng mà tại hạ cảm thấy hắn thiệt là quá ngu, chỉ được cái đôn hậu thôi, bá khí không đủ, quyết không phải là tướng của Dương giả. Đúng vậy đúng vậy, võ lâm đương kim cái chỗ bá chủ nhất định là công tử rồi. Các ngươi lại nhảy, kể ra cũng có động tính chứ. Tiếc là bốn chữ Hùng Bá thiên hạ chỉ là một đống phân gió, thì là khiến ta muốn mửa. Bộ công tử, chuyện không thể nói như vậy đâu. Sự thật là vậy. Bộ công tử, đủ rồi, ta không muốn nghe các người lại nhảy nữa. Có giỏi thì các người tự tranh giành đi. Nhưng ta cảnh cáo các người, ai dám gây sóng gió trong võ lâm thì đừng trách ta không khách sáo. Bộ kinh dân, bốn người chúng tôi dù sao có chút tiếng tăm ở trong giang hồ, hôm nay hạ mình hạ giọng tới quỳ thuận và khuyên can người, đó là phước đức lớn đạo của người, đâu có tới phiên người khinh rẻ, thốt lời ngông cuồng, sỉ nhục chúng tôi. Ta thích sỉ nhục các người vậy thì sao? Cái bọn tham lam bị danh lợi làm ngu muội, lại có bản lãnh gì, làm gì được ta? Được, vậy ta sẽ cho người biết lợi hại của cái đám tiểu nhân này. Lên.
Sao hả? Trò chơi này không có tệ. Thật ra ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta không phải là người. Ta là thần. Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ta đã quyết định ta phải thí cho đệ nhị mộng được hoàng dương, cho hai người tái kết lương duyên. Sanh con đẻ cái. Nhưng mà ta có một điều kiện, là giúp ta đi giết người. Đồ điên. Người kêu ta giúp người giết người gì? Tùy ngươi giết ai ta cũng mừng mà. Ngươi tự quyết định được rồi. Ngươi chớ quên, nếu giết càng nhiều thì tuổi thọ của đệ nhị mộng sau này sẽ càng cao. Giết một người thêm 3 năm, 2 người 6 năm, 3 người thêm 9 năm. Nếu người có thể giết dài 30 người, ta bảo đảm phù thề người có thể sống với nhau răng lông tóc bạc, 100 con 1000 cái. Đúng là điên. Ai hả? Đang nói tốt lành, sao người lại bỏ mặt ta vậy? Đang nói tốt lành mà, mối giao dịch của mình vẫn chưa có bàn thảo xong. Người đâu có được ngủ. Không có được buồn ngủ. Mau thức dậy, thức dậy. Thức dậy mau, thức dậy. Nói mau, hạt cốt hiện thế ta đâu? Không nói ta đến chết ngươi. Ta không thể nói. Ha 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 ha!
Chạy leo là. Rồi thức dậy gà gái rồi. Thức dậy Người nhất định thấy thật lạ. Tại sao người bị băng tuyết đè đến nỗi sắp chết hả? Còn ta thì không mất một cọng lông chân lông tài nào hết. Thiệt. Ta không giấu ngươi. Thật ra ta đã chết rồi. Ta thật sự đã chết. Nhưng mà ta biết khởi tử hồi sinh, cho nên ta được sống lại. Hãy ngoan ngoãn mà dưỡng sức lại đi, rồi lập tức đi sát giới cho ta, là để Nhi Mộng có thể hoàng dương để ở mãi bên nhau. Có đúng không hả? Đồ điên. Người nói gì? Ta nói người điên. Thì ra người tưởng ta là thằng điên hả? Chỉ có kẻ điên nên mới nói người chết có thể sống lại được. Và chỉ có người điên mới lấy mạng của mình nhờ người ta đem ra để làm trò vui chơi. Được, ngươi không tin thì thôi. Sẵn cái trò chơi người chết sống lại thì càng chơi càng vui mà. Ta cũng không muốn kết thúc quá sớm đâu. Đừng có đi. Đừng có đi. Trả hai cốt hiện thế của ta. Bảo chủ, bên ngoài có người muốn gặp nhưng lại không chịu nói ra tên họ. Nói người ra ngoài gặp mặt sẽ biết rõ. Đấu chuyển tinh vậy. Xuyên thông thần mạch mà bốn người khổ luyện đã bị ta nắm ở trong tay rồi. Nếu không chịu nghe lời của ta, ta sẽ cho các người tan như mây khói. Võ công của ta so với Phong Vân ai mạnh đây? Người mạnh. Ta mềm lòng hơn bộ kinh dân, dễ chung đụng hơn, nhưng lại cứng hơn Liệt Phong, quyết ý cũng dễ dàng hơn. Nếu các người chịu thần phục ta, ta có thể bảo đảm tất cả đều có thể toại nguyện, muốn gì cũng được.
Làm xong rồi hả? Ăn chút đồ, ăn chút đi. Tuy ông không phải là cha ruột của anh, nhưng thương anh còn hơn là cha ruột. Rất thương anh và biết thưởng thức anh. Dừng nhỉ, chúng ta tới phương điếu dài dài. Lần trước ta ra tay quá nhẹ, bị đòn chưa đủ có đúng không? Bộ quân đệ, lần này họ tới làm gì cho ta? Ngươi đừng có làm khó họ. Bộ quân đệ, trong cái quan tài đóng bằng hàng băng ngàn năm đã để một món bảo bối độc nhất vô nhị trong đời, người hãy ngắm cho kỹ. Để nhị mộng, Dương sư huynh, tại sao là anh? Tôi còn tưởng là cái tên điên đó. Tên điên quả thật trở về. Cái gì? Hắn đã đem tới đệ nhị mộng. Thân mạng hạ giáp, đầu mang kim mũ, dạng tướng canh tầng, cấp cấp như luật lệnh, thuận thiên ứng người, nguyên thần quy vị, hoàng hồn hoàng hồn, đệ nhị mộng hoàng hồn trở về, trở về, trở về, à, trở về, trở về. Cấp cấp như luật lệnh, thuận thiên ứng người, nguyên thần quý vị, trở về, trở về. Đừng đụng tới cổ. Tại sao? Toàn thân cổ trải hồi hồn hương, thêm vào khí lạnh của quan tài mới được bảo tồn thân xác không hư, nhưng quý không thể tiếp xúc da thịt người sống. Nếu như không, cho dù cái thuật hồi sanh cũng chịu uổng công. Khá khá khá, bộ huynh đệ, ta quả nhiên không kiếm lầm người.
bình tĩnh và trí tuệ của người so với Liệt Phong thiệt là cao hơn gấp 10 đó. Hơi cha không ổn, bốn người bắt giả hùng sư suy nghĩ diễn dòng đòi đưa người lên làm minh chủ, cùng nhau xưng bá thiên hạ. Cái tên điên này, ta đã thề chỉ cần ta đứng dậy lại ta sẽ giết ngươi. Sư huynh, tránh ra! Đừng giết hắn, giữ bình tĩnh. Tránh ra! Thả tôi ra! Thể xác của cổ không thể đụng tới bất cứ việc gì, nếu như không sẽ phá hoại hữu dụng hồi hồn hư, dù có quan tài bảo vệ cũng khó tránh thể xác không hư. Tóm lại lời lẽ này là của một người điên, ta không tin. Ngươi không tin? Vậy tại sao ngươi lại đón lấy giọt nước nhiễu xuống? Tại vì chỉ chính giọt nước nhiễu trên mặt thì hắn sẽ bị quỷ một lỗ hết đẹp. Cái tên điên khùng này, ngươi đào mộ của hiền thầy ta còn nghĩ cách để chơi ta, ta quyết không có tha cho ngươi đâu. Không để, bình tĩnh lại. Ngươi chỉ nghĩ tới hắn đào mộ khai quang chơi ngươi, nhưng ngươi cứ nghĩ tới tại sao đại nhị mộng cho mày dưới đất bấy lâu mà thể xác vẫn nguyên vẹn không bị hư nát, đó là tại vì hắn dở trò. Là chính hắn đã dở trò. Không sai, nếu không phải trước khi đệ nhị mộng hạ tán ta lén rải hồi hồng hương lên mình của cổ thì xác của vợ người đã bị thối nát hơn một nửa rồi. Khủng khiếp lắm. Người hôm xưa ngươi từng theo dõi ta. Đúng mà, tức cười nhất là người vậy mà không biết chút nào hết. Thật ra ngươi lại tại sao cứ theo ta? Ta lại nói ra các ngươi cũng không tin, thật ra ta không phải là gì, ta không có gì cả, các ngươi nghe rõ là ân nhân của các ngươi. Nếu không phải mấy năm nay ta tiền phục ở thiên hạ đệ nhất lầu, mỗi ngày sớm chiều để dở trò trong đồ ăn của hùng bá, thì cho dù hai người phong dân hợp bích cũng không phải là đối thủ của tam phân thần công mà, có đúng không hả? Còn về tại sao ta cứ bám sát người không tha là tại vì người tốt của thiên hạ là chơi vui nhất. Thấy à? Hồng. Được, nhập đệ lại đi. Bộ huynh đệ, người nói có cách để thuyết phục sư đệ của người chơi trò chơi người chết sống lại với ta mà, có đúng không? Sao đây? Hả? Sao hả? Sao là sao? Giết người đối với phong vân sư này không phải là vấn đề. Tốt. Nói đúng. Trò chơi này càng ngày càng gay cấn đó, càng chơi thì càng vui. Chúng tôi quyết không chơi trò này với kẻ điên như ngươi. Ngươi đừng có mơ tưởng nữa. Ngươi không những là điên mà còn làm tên bị bệnh nữa.
trong quan tài, quyết không phải là đệ nhị mộng. Cái tình bị bẩm như ngươi you